chú giả cái quán ủy ban ngôi đình nhận thì tiền đây bị ngồi nói chuyện với bạn cảm thấy chú giả rồi, bởi vì cái lúc tôi đang như này mà cái tiền nhà ở đây nó quá cao, chú không chịu nổi cái chuyện tiền nhà, mặc dù là anh em bạn bè và mọi người đã cũng ủng hộ rất là nhiều, nhưng cái tiền nhà đấy nó hơn 100 triệu một tháng, chú không thể kinh doanh được, thế chú giả cái nhà là thế rồi. Anh Mạnh Hùng ơi, Đan Phượng ship được nha anh. Ở đâu ship được? Anh Hải có Úc chơi anh Hải ơi. Có gì? Anh Hải có Úc chơi anh Hải ơi. Quá anh cứ ủng hộ anh nhiều mà thì anh mới đi chơi được. Còn giờ này anh nhà vẫn giờ này các anh phải ăn vẫn phải đang ngồi làm việc vẫn phải đang bán hàng là tại vì nói thật sự là tức là anh ở cũng chưa dư giả gì để mà được đi du lịch nước ngoài. Đây có một cái sản phẩm này giá 5 triệu. À sản phẩm này giá 10 triệu. Vậy. anh Hùng ơi, vâng để bên em check lại bên ship ạ. Ba tiếp triệu ơi, có một cái sản phẩm bên em có 6 triệu. Hôm mùng 3 cho nhận được. Đấy, đây là tinh dầu trầu này. Cái này như một cái ngọc bội luôn á. Chỉ có sản phẩm tầm tầm đấy thôi anh. Có sản phẩm 3 triệu này. Có cái chai tinh dầu kia mình sang mang nhà. Cái chai tinh dầu kia mình đâu? Đây ạ, tinh dầu ạ. Anh đặt từ hôm mùng 3.